Xin chào các bạn nhé. Hai thầy trò Khương chờ đi lấy cây muốn tần các bạn ạ. Đây tiểu nữ đây là con gái mà trèo giỏi lắm các bạn ạ. Đây. Các bạn nhìn như con khỉ đó. Đây cái dây nó lên đến tận trên kia đây. Các bạn nhìn này. 60 cân mà nặng. Đấy, các bạn nhìn này, dây này. Đây. Các bạn nhìn gốc con đây này. Các bạn nhìn gốc con muốn tửn đây nhá. Rồi, nhìn này. Muốn tửn, các bạn nhìn nó như rất là giống lá khế. Đấy, nhưng mà nó lại leo các bạn này. Đây này. Đây. Các bạn nhìn nó leo này. Đấy. Đấy. Đây nhá, nó leo. Các bạn nhìn thấy to này không ạ? Đây. Nó dễ to này. Chưa chặt gốc nó à? Chặt thấy đau. Mày mà lăn xuống kia thì... Đây này, con trâu mộng đây này các bạn này. Đi lấy muốn tửn mà còn với cành bé tí mà tiếc bảo là ít nhiều cũng được một thang thuốc cường dương trang khí cho các bạn thanh niên này. Mà là phụ nữ mà leo giỏi không? Sắp tụt quần hở được. Hở đít ra rồi này. Đây, đấy. Nhìn này. Tiểu nữ này giỏi chưa? Đấy. Điều được bao không? Hả? Của cháu sợ chưa được. Được, lấy thêm. Vào trong kia còn. Tốt vào không các bạn? Không phải đơn giản nhá. Đấy, trèo lên tận cây. Đấy, này. Đây. Thôi cái cây này để cho nó lớn rồi nhỉ? Có cây con là có cây to, cây mẹ, cây to đấy ha. Để cho nó lớn, không lấy nữa. Đấy. Lại còn một cái dây con nữa cơ. Giật rút. Mẹ. Bắt cái nhá. Ừ. Mày. Đúng là thân lửa ưa nặng. Thôi được rồi. Đấy các bạn ạ. Lấy thuốc yếu sinh lý cho các anh bạn mà đây nó tiếc còn mỗi một giây này mà nó cố tình nó leo lên đây này. Bé tí này, đây lá kìa. Đấy. Đấy các bạn mới lấy thuốc đây nó có ngại khó đâu trèo lên. Mình là con trai mà già rồi không trèo được. Mỗi hắn đi trèo thôi. Ai mà lấy thuốc sinh lý yếu là tìm đến Triệu Thị Sinh nhá. Đây. Đây là đàn ông và đàn bà. Tiểu sư phụ 60 cân mà trèo, mình chỉ mong rơi xuống phát thôi, bịch phát 60 cân như cái củ gỗ luôn.